Sắp đến ấy, đây là những cái phần hoa quả mình chuẩn bị này, để mình cất và dùng dần trong mấy ngày Tết ấy. Và bây giờ mình sẽ đi rửa sạch nhé, và mình hướng dẫn các bạn cách bảo quản trong tủ lạnh được lâu mà nó không bị hỏng nhé. Trước tiên là các bạn cái quan trọng nhất là phải mua hoa quả tươi và hoa quả không bị dập lát thối, và cái thứ hai là phải làm sạch và bỏ hết những cái hoa quả mà có dấu hiệu là sắp hỏng đi. Và chúng ta sẽ phải để thật khô ráo và cất vào tủ lạnh. Cất vào tủ lạnh thì chúng ta sẽ để vào trong những cái túi bóng như thế này, và chúng ta châm vài cái lỗ, hoặc là để vào trong cái hộp nhưng mà nó vẫn có cái hơi thoát khí ra, hoặc là các bạn giấy báo chúng ta bọc vào từng quả một. Bây giờ mình sẽ đi làm sạch trước kia đã. Các bạn sẽ làm sạch cho mình nhé. Trước tiên là các bạn cho mình một chậu nước và mình cho muối trắng vào cùng để mình rửa sơ trước, rửa sạch ban đầu trước. Sau đó mình sẽ ngâm với baking soda khoảng 20 phút để cho nó sạch hết những dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quả. Trước tiên là mình rửa lần đầu trước bằng muối trắng. Mình rửa lần đầu trước bằng muối trắng nhé. Này, để cho nó sạch, sau đó mình tráng thêm một lần và ngâm vào baking soda. Kỵ từng quả một, nhẹ nhàng thôi, nó sẽ dập quả nhé. Cứ kỵ như thế rồi xong cứ để này, sau đó chúng ta vớt ra. Kỵ sạch như này xong mình cho nước mới vào và mình ngâm với baking soda khoảng 20 phút. Những loại trái cây khác cũng làm tương tự nhé. Ngâm xong thì chúng ta lại phải rửa sạch lại một lần nữa bằng nước sạch tráng ấy. Và sau đó chúng ta phải để cho nó ráo nước thì mới mang đi cất tủ lạnh nhé. Bây giờ các bạn khi mà rửa xong này rồi nhé, bây giờ mình sẽ cho 2 thìa cà phê baking soda vào để mình ngâm. Baking soda nó sẽ là làm cho những có những chất gì bẩn bên trong ấy, nó đi hết, nó trôi hết. Để xả nước vào cho nó ngập và cứ ngâm như vậy thôi. 20 phút sau nhé, những hoa quả khác mình rửa tương tự. Dưa chuột cũng vậy, dưa chuột là cái thứ mà nó rất là dễ có thuốc sâu. Cho nên chúng ta phải rửa thật kỹ với muối như nãy và sau đó cũng ngâm với baking soda. Các bạn kỵ thì cứ kỵ cho nó thật sạch đi, sau đó mình này cũng ngâm với baking soda, cứ làm như vậy đến hết nhé. Quả nó thon dài như này thì hạt nó không bị nhiều nhé, và nhớ là phải chọn những cái quả mà nó tươi nó vừa mới ngắt xong nhé, đừng mua dưa chuột để qua ngày hoặc vài ngày nó sẽ không còn ngọt nữa nhé, phải mới ngắt trong ngày. Chọn được những trái thon dài như này, bên trong nó sẽ không có hạt và ăn nó sẽ rất là ngọt, nó đặc ruột nhé. Với cam mình cũng làm tương tự như vậy nhé, cũng cho muối rửa sạch đi, sau đó lại ngâm với baking soda. Cam này mình cũng làm tương tự nhé, vì rất là nhiều hoa quả nên mình phải làm sao để cho bảo quản. Sau khi ngâm xong rồi nhá, bây giờ mình sẽ mang ra đây mình tráng với nước sạch nhé, và để cho nó ráo nước sang bên cái chậu này là được. Cái cuống này thì rửa thật kỹ nhé, thì nó sẽ rất là bẩn, có nhiều chất bảo quản trong đấy. Hoa quả đảm bảo là hoa toàn rất là tươi, và nhớ là những cái quả mà có biểu hiện thối hỏng các bạn lại dập lát thôi, phải bỏ ra ngay, không là khi mà mình để ống tủ ấy thì nó sẽ bị lây vào những cái quả kia và nó sẽ gây thối thối những quả khác. Đây là mình đã xong những cái loại hoa quả này rồi nhé. Bây giờ để cho nó thật là ráo nước, hoặc các bạn dùng khăn khô các bạn lau cho nó hết nước đi nhé. Rồi mình mới cất vào tủ lạnh. Và nhớ là cất vào tủ lạnh thì nếu mà cất vào những cái túi bóng, túi zip thì các bạn phải châm vài cái lỗ để cho nó sẽ không bị hỏng. Và đậy lên đấy là một cái khăn khô. Còn nếu mà không này thì các bạn lấy báo các bạn bọc quả lại và cất vào ngăn mát tủ lạnh. Và chúng ta để táo như này thì chúng ta để được 1 đến 2 tuần nhé. Những cái hoa quả như này để từ 1 đến 2 tuần. Còn chuối thì sẽ không để được lâu. Và khi mà để tủ lạnh ấy, thì nó sẽ kìm hãm cái sự mà
trái cây nó chín và nó giữ được cái độ tươi ngon ấy. Như vậy là mình đã làm chia sẻ xong về cách bảo quản trái cây cất tủ đấy ạ. Và giờ mình dừng cái clip này ở đây nhé. Và nhớ là các bạn để cho thật ráo nước với cất vào trong tủ nhé. Bọc báo hay là cho vào cái túi hoặc là cái hộp, nhưng mà phải có nốt thoáng một chút để cho nó không bị rơi và nó không bị hỏng.